Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 4, tại đại lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc. Đây là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến trong chuyến thăm chính thức này. Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý mến và tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước Việt Nam tới ông Tập Cận Bình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử mà Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã giành được, nhất là từ Đại hội 18 đến nay. Ông tin tưởng nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội 20, xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, văn minh, hài hòa và tươi đẹp đồng thời hy vọng trung quốc sẽ đóng góp quan trọng cho hòa bình hợp tác và phát triển toàn cầu thực hiện ngoại giao láng giềng thân thành huệ dung mang lại cơ hội hợp tác cho các nước láng giềng trong đó có việt nam tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình gửi lời thăm hỏi thân thiết đến tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định trung quốc ủng hộ việt nam phát triển ổn định xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh việc lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược mở ra giai đoạn hợp tác mới rộng mở cho quan hệ song phương với sáu phương hướng lớn cụ thể tin cậy chính trị cao hơn hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn hợp tác thực chất sâu sắc hơn nền tảng xã hội vững chắc hơn phối hợp đa phương chặt chẽ hơn bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn đóng góp tích cực cho hòa bình phát triển của khu vực và thế giới hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ việt nam trung quốc nhấn mạnh hai đảng hai nước có nhiều điểm tương đồng về nền tảng tư tưởng mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội đều phấn đấu vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam, khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách một Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thực chất chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên củng cố và tăng cường tin cậy chính trị tăng cường tiếp xúc cấp cao triển khai tốt giao lưu hợp tác kênh đảng chính phủ quốc hội mặt trận tổ quốc và trong các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao công an quốc phòng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên nâng tầm kết nối chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước, trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối giữa Việt Nam với những chiến lược phát triển lớn của Trung Quốc, kết nối đường sắt, đường bộ cao tốc, đường biển, đường không, thúc đẩy hợp tác tài chính, tiền tệ chuyển đổi số. Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của đại biểu quốc hội nhân đại của hai nước trong việc thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội qua đó đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực và góp phần cùng đảng nhà nước xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển theo tinh thần kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn đánh giá cao và bày tỏ coi trọng các đề xuất hợp tác của việt nam tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định trung quốc sẵn sàng cùng việt nam duy trì trao đổi chiến lược thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp tăng cường giao lưu hợp tác kênh đảng chia sẻ kinh nghiệm lý luận về xây dựng đảng và quản lý đất nước tăng cường hợp tác thực chất đẩy nhanh kết nối chiến lược nhất là trong lĩnh vực đường sắt cửa khẩu thông minh đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số năng lượng xanh khoáng sản thiết yếu và các ngành nghề mới nổi hoàn ngành việt nam tham gia kết nối với các chiến lược phát triển liên vùng lớn của trung quốc nhấn mạnh hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp có vai trò quan trọng không thể thay thế trong quan hệ hai đảng hai nước tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình hoan nghênh nhân đại trung quốc và quốc hội việt nam ký mới thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao mức độ và hiệu quả hợp tác đồng thời tích cực triển khai hợp tác trên các lĩnh vực và tới các cấp Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên đóng góp tích cực cho việc tăng cường hợp tác thực chất, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn pháp chế xã hội chủ nghĩa.